Trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn chậu mai vàng với giá từ vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng được nhiều chủ vườn tất bật chuyển đến chăm sóc kỹ để chuẩn bị bán trong dịp Tết. Vườn mai của anh Nguyễn Thanh Hà thuộc hàng top đầu của làng mai Thủ Đức. Năm nay đưa ra thị trường khoảng 3.000 gốc mai. Gốc thấp nhất có giá 1 triệu đồng và cao nhất là 500 triệu đồng, phù hợp với mọi nhu cầu của người mua hàng. Hàng hóa thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đầy đủ hết rồi. Còn cái lượng mua thì đa số là thuê, nên khách quen mọi năm thì ta đã đặt hàng hết rồi. Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho mai phát triển đều và đẹp. Hiện các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị chờ ngày lặt lá mai để kịp trổ nụ, nở hoa đúng ngày Tết. Nay thời tiết thì thấy nó cũng thuận tiện, mà mai Tết mình lặt lá rồi, nếu mà nó tróc đều thì mình bán nó có giá, còn mai mà nó tróc không đều thì cái giá nó không có cao. Thị trường mai cảnh hiện nay rất đa dạng về giá cả và loại cây. Để định giá mỗi gốc mai tùy vào nhiều yếu tố như hình dáng, kích cỡ cây mai và đặc biệt là độ tuổi của cây. Bên cạnh giống mai vàng truyền thống, người trồng mai cũng nghiên cứu lai ghép, tạo ra nhiều loại giống lạ để thu hút khách hơn. Đa phần thì mai tứ quý ghép dảo bông đẹp vào cho cây nó đẹp vậy thôi. Năm nay thì có xu hướng thì mới, giống mai mới là mai Đại Lộc, nhiều cánh, hoa nó nhiều cánh, rồi nên là mình đi tham khảo xem. Trong vài năm trở lại đây, các nhà vườn trồng mai không chỉ phục vụ nhu cầu Tết cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực miền Nam, mà những chậu mai cũng đã được vận chuyển ra Hà Nội, phục vụ nhu cầu trang trí Tết của người dân phía Bắc mỗi dịp Tết đến xuân về.